À, có một cái cô nhắn tin, cô nói lúc trước giờ niệm Phật mà cũng lo sợ cái chỗ khi cuối cuộc đời không ai giúp đỡ. Bữa đó khi nghe mình nói chuyện với công đoàn mà cứ chân thật niệm Phật đi, cuối cuộc đời nhất định có Phật sắp xếp. Khi cô nghe công đoạn đó, cô nói tự nhiên vừa lo sợ bất an, cái nghe công đoạn đó cái tự nhiên yên tâm. Thì nhớ là những cái chỗ mà lo sợ hàng ngày của chúng ta về những người niệm Phật mình thì nhiều người bị lo sợ lắm, và cũng có những người chúng ta bị tác động thành lo sợ. Vì cái yên tâm hàng ngày mình đang sống đây mà không chịu sống bình an, đi lo sợ tới chết không biết làm sao thì chắc chắn là chết nó thành ra bất an là chắc chắn. Tại vì hàng ngày mình không rèn luyện được cái tâm bình an. Thì biết rằng là khi mình gặp Phật Pháp, mình tin nhân quả, mình tin Phật, thì không phải cái gì mình cũng giao cho nhân quả, giao cho Phật Bồ Tát, không phải. Mà mình làm bằng cả tấm lòng của mình, làm hết mình này. Nhưng mà mình làm không được rồi thì mình phải hoàn toàn chân thật niệm Phật, tin vào Phật để Phật sắp xếp. Nghĩa là mình làm bằng tận đáy lòng mình nha. Thí dụ như giờ mình ở một ngôi chùa, thí dụ mình phải giữ chùa, mình giữ hết lòng mình, mà bằng đêm tự nhiên ăn trộm nó chui vô chùa thì cái đó, cái chuyện đó của thằng hộ pháp, chứ không phải là mình mở cửa chùa đại mà để đồ thí đại, nó để tu bỏ đại đó, có thằng hộ pháp giữ, cái chuyện lấy không còn miếng đồ luôn. Nghĩa là cái đó là cái mình thiếu trách nhiệm, thì nhớ kỹ điều này, thiếu trách nhiệm. Không lẽ mỗi ngày thằng hộ pháp đi làm việc cho mình, thằng hộ pháp làm việc cho mình sao? Nên mình học Phật mình phải hiểu cái nguyên lý này, có nghĩa là mình làm bằng cả tấm lòng mình rồi mà đến lúc nào đó mình mỏi mệt quá mình nghỉ ngơi thì lúc đó cái tâm mình vậy đó, đó. Long thần hộ pháp đồ gia hộ giúp đỡ nha. Còn nếu như mà trong mạng mình mắc cái đó rồi thì dù muốn giúp mình giúp cũng không được. Nên con người mình học Phật cái tin nhân quả, tin Phật Bồ Tát, nhưng phải tin bằng cái chánh tín, chứ không phải tin bằng cái mê tín, tin chánh tín. Nên bây giờ tất cả chúng ta hàng ngày nè, mình niệm Phật làm sao mà tâm mình nó an, nó vui. Đây là cái quan trọng nè. Khi mà chừng nào cuối cuộc đời chừng đó tính, để Phật Bồ Tát sắp xếp. Còn bây giờ hàng ngày mà mình thôi đừng bấm nữa chút, bấm hoài. Hàng ngày mình còn không có sự an lạc nữa, làm sao mà cái cuối cuộc đời được bình an quý vị. Nên có mấy chú đi theo, cấp ổng đi ra khỏi chùa cái đầu chuỗi chuỗi, nên kêu ông để tóc lại để với hổm tới giờ, thấy tóc ra cũng lởm chởm, kêu mấy anh đi hớt tóc gọt gọt xung quanh rồi thấy cho nó coi được một chút, nhìn nó cũng sáng sủa. Ông Tâm Nhiên ông ra hớt thì coi được, ông Tùng ra ông hết thì ông kêu thôi anh đẩy cho em cao cao, đẩy cho em cao cao đi, xong cái anh nằm xuống nhắm mắt đẩy anh chui lủi hết thì gà cao luôn. Về những đứa nói ủa sao mà hết gì mà kỳ cục vậy, thì hổm tới giờ dưỡng mấy tháng nay nay sao ông hết chui lủi không, nói kêu đẩy cao cao thôi, cuối cùng nằm xuống nhắm mắt lại nó đẩy chùa lũi trên tới một chút, ngồi vậy nhìn vô cái kiến thì chùa lũi đâu hết trơn. Chàng ơi ông này mệt ghê, lỡ hớt tóc mình kêu người ta dụ anh danh hai bên đây cho tôi, hai bên đây ở trên dưỡng lại anh tỉa thì sao cho nó coi được, đừng có so le giùm tôi nghe, nói vậy thì người ta biết ông kia người ta đẩy cao cao thì đẩy chùa lũi chứ sao bây giờ, đẩy cao cao thì đẩy hết luôn chứ sao bây giờ. Đó.
anh mở mắt ra thì tóc tai gì không có cọng đâu chứ. Khổ ghê thật chứ. Chàng nó đi hết 60.000 để nhà cạo cục ngon hơn, cạo cái còn sạch hơn nữa mà khỏi tốn 60.000, khổ ghê. Thì đây cũng là bài học kinh nghiệm cho mấy cháu nhỏ à, khi con kêu người ta hớt tóc đồ này kia rồi cũng phải kêu người ta cẩn thận. Mấy ổng trai gặp gái mà nó quất cái chùa lũi không biết sao khó u u luôn, hiểu không? Nên mình kêu người ta hớt rồi chỉ người ta, chỉ người ta, hoặc mình kiếm cái mẫu tóc nào đó nè anh hớt mẫu tóc này cho tôi. Nó mà mình đã coi gương mặt mình với cái mẫu tóc phù hợp nha, kia anh hết cái mẫu tóc đó giống như tôi, tự nhiên là anh vớt từ cao cao nằm xuống gì nè, nhắm mắt lại tôi ủi chàng rồi đó 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 chút mở mắt ra không còn cọng tóc sao giờ đề ra giờ lấy kêu lấy tóc gắn lại chịu thua, thấy không? Đó cũng là cái mà mình khi mình vô ý chút xíu nguy hiểm ghê chứ quý vị. Nên từ nơi đó cẩn thận, cuộc sống này nó có nhiều cái nó kỳ cục dữ lắm. Bây giờ nãy những đứa tu mà cứ cười mím mím là quý vị biết gì không, nhìn ảnh cái đầu, nhìn cái đầu ảnh là mình mắc cười muốn gần chết luôn. Dưỡng mấy tháng nay luôn quý vị. Ảnh thì tóc ảnh thì có cái nó ngộ thôi, nghĩa là nó mọc hai bên, hai bên nó mọc chứ giữa nó không mọc. Khi nó mọc hai bên thì nó làm lên gì nữa quý vị, nó làm lên gì nè, hai bên nó chỏi qua ở chân giữa thì trống lỏng vậy đó. Nó tóc anh mọc thì cũng hơi lạ lạ chứ, mấy cái thằng hớt tóc nó thấy tóc anh này chỉ có cách chơi chùi lũi thôi không còn cách nào dưỡng nữa chứ. Nên có mấy ông đi theo mà được con cái nhìn mặt mấy ổng mình thấy mắc cười chứ không thấy ghét, nhìn ông hí thì cũng mắc cười nó. Nên cho cái áo sơ mi anh bạn vô đi kênh 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 mà nhìn là mắc cười liền. Giờ đẹp trai rồi ngon lành đó. Nên rồi tùng nhìn cũng mắc cười ha, kiệt nhìn cũng mắc cười, những người bên cạnh mình nhìn tiếu tiếu vậy mình cũng đỡ sân si à, chứ mấy người bên cạnh mình mà nhìn mặt ai cũng như cộm cái đồ đó không, nhìn mặt kinh kinh dữ dữ được không à, cũng dễ sẽ tác động sân si nghe không. Nó kệ cũng tội nghiệp với nó. Nó mai mốt ông ra hớt tóc phải cẩn thận về dưỡng lại 2 tháng sau đi. Nó dứt cái chỗ lũi nữa thôi chịu thua luôn. Nên biết rằng là dạy cái này là cũng dạy mấy cháu nhỏ nít á, nghe không? Cái đầu mình không phải đưa cho người ta muốn vớt sao vớt đâu, nguy hiểm lắm. Nên là quý vị biết rằng Phật pháp nó đi vào cuộc sống hàng ngày. Con người mà muốn lo cho một gia đình, người đàn ông mà muốn lo cho một gia đình, một trụ cột gia đình nó phải tỉ mỉ mạnh mẽ quyết đoán, có nhiều việc chứ lắm. Nó vậy thì cái gia đình nó mới cảm thấy nó hưng thịnh và nó yên tâm. Chứ nếu không mà nó mà không biết gì hết trơn thì cũng ta theo mình ta sợ chết một. Nên những đức thì cái gì cũng cũng phải tính, cũng phải lo từ xưa giờ quen rồi. Nên dù cho một gia đình nho nhỏ cũng phải sắp xếp. Ví dụ người ta đi theo mình mà thấy người ta mà tối tâm thì thấy cũng kỳ. Không, thật sự quý vị biết rằng là Phật pháp thì nói buông xả, nhưng mà cái buông xả buồn dặn thôi, buông xả hơn thua rồi thôi, chứ cái hình tướng bên ngoài thì phải có được một chút. Chứ nếu như mà mình tu viết mà nhìn như ông kẹ thì ai đâu mà muốn tu. Tu viết mà bèo nhèo dơ giấy bày hay à, kiểu mà tóc mà cạo mà để nó để lại mà nó ra ngộ lắm, chởm 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 giống như ở tù mới ra nhìn kỳ lắm. Phải vuốt đồ lại coi được được một chút sáng sủa nó. Nên ta nhìn những người bên cạnh mình tự nhiên ta cũng muốn niệm Phật. Chứ nếu mà nhìn mấy người bên cạnh mình mà bèo nhèo quá nó cũng coi kỳ dữ lắm quý vị. Ta theo mình phải lo cho người ta nó đàng hoàng, cái tâm mình thích gì đó. Nên trong một gia đình mình tu hạnh, mình tu sao mà mình càng ngày càng an lạc, mình càng ngày mình vui, mình mặt mình sáng thì người trong nhà mình ta nhìn mình ta muốn tu theo. Mà mình tu giết mà 12 giờ khuya mình tu mình sáng mình chửi sùm
thì thôi cái như chịu thua. Chứ mà tôi 12 giờ khuya buồn ngủ quá sáng mà cái mặt đơ 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 đi ăn cơm thì bưng chén cơm ngủ gà ngủ gật cái kiểu đó thôi chịu thua. Cái kiểu đó người trong nhà chửi mình chết mù luôn á, mà chửi mình chửi lại nè. Ngon mà thức 12 giờ khuya đi mày biết. Tối thức từ 12 giờ khuya luôn. Ủa ai ai kêu bà thức? Ai kêu bà thức 12 giờ khuya? Nó ai kêu tao 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 tự thức. Tự thức thì sao mà đó nó nói ai chứ? 12 giờ khuya không chịu đi ngủ đi, giờ nó đi thức. Sáng bưng chén cơm ăn ngủ gà, ngủ gật rồi bây giờ còn sáng xí. Niệm Phật mà sáng xí kỳ cục, thấy không? Cẩn thận. Nghe mà tao nói 12 giờ khuya tu công đức vô lượng đồ cầu an cầu siêu rồi cho người thân đồ nghe mê. Cuối cùng thức 12 giờ khuya sáng bưng chén cơm ăn. Mặt đơ đơ đơ. Vô công sở thì làm được cái gì? Cái đó là thất bại nghe. Tu được thì phải tỉnh. Tu thì phải tỉnh táo thì mới tu. Còn nếu không thì thà đừng có vô 12 giờ khuya. Này thà mình nói trước đàng hoàng nó đâu thôi đâu thừa mình á. Mấy bà này chơi ngộ nó ưa đâu thừa. Đâu thừa nguy hiểm lắm. Nó thà nói trước đi. Nó đồng sức với nhau á, thì cùng tu. 12 giờ khuya không có đơn giản. Cái giờ đó mà tu một thời đó 5-6 thời cũng nhập lại cũng không bằng thời đó nữa. Thì bây giờ nó nặng căng thì nó phải mệt. Nó không giỡn đâu. Nay nữa thứ hai, mai thứ ba thì bữa. Ba bữa liên tục. Giờ tôi không ngủ nghe gì nữa. Vì lúc này tôi niệm Phật mắt tôi không có mở. Vì sao? Vì nhắm mắt lại đang cho nó nghỉ ngơi một chút. Chứ bây giờ nó thức nhiều quá, bây giờ mà mở nữa thì nó mỏi, chịu không nổi. Giờ nhắm lại để mà tâm tâm nghe Phật, miệng niệm thôi còn mắt nhắm, cho mắt nghỉ ngơi chơi vậy đó. Tới giờ nói chuyện thì mắt mở ra, vậy đó. Thấy mắt tỉnh veo thấy không? Tại vì nãy niệm Phật mắt nhắm rồi, nghỉ ngơi rồi. Tâm thì niệm, cái này khó lắm, không phải chuyện dễ đâu nghe. Này bắt đầu hỏi công phu á, chứ không phải chuyện dễ. À, công phu á, chứ không phải đơn giản đâu. Cái không công phu là không làm được á. Vì vậy nhớ nghĩ nè, tâm sáng, miệng niệm mà mắt nhắm chơi vậy đó. Được không? Quý vị thử nhắm đi, nhắm đi ngủ luôn á. Đó, nên luyện đi, chứ chừng nào mà quý vị mà luyện tới cái mức mà tâm mà niệm Phật, miệng niệm Phật, mắt nhắm. Đó. Làm thử đi rồi vị sẽ thấy niệm Phật an lạc sao. Vì thấy tại sao mà lúc nào mắt như Đức cũng tỉnh khi nói chuyện cần thiết. Nói chuyện là mắt tỉnh như lắm vì sao? Vì cái lúc những Đức tu, những Đức nghỉ ngơi là những Đức nhắm mắt rồi. Cả thời như Đức nhắm mắt rồi. Đã mắt như Đức ngủ rồi. Nó còn cái giờ thức thì nó phải thức. Còn giờ tu cần ngủ thì nó ngủ mắt thôi. Còn cái tâm không ngủ. Này là không có đơn giản. Thì kỳ cục lắm quý vị ơi, khó nói lắm. Nó, nên từ nơi đó phải luyện đó. Nên 3 ngày không đơn giản nha. Ai mà vô tu 3 ngày liên tục luôn á, đuối á. Đừng đổ thừa tôi á, tôi nói cái này là phát tâm á, chứ không phải tôi kêu tôi bắt buộc đâu nghe, chứ mai mốt mà đổ thừa tôi á. Chết luôn á. Đi ra công an báo công an đổ thừa tôi bắt tôi 12 giờ khuya chết mồ luôn, cái này tôi không dám đồng ý được cái điều này. Tại vì cái này là tôi đưa lên cách tu nhưng mà tùy tâm mỗi người. Này là nói rõ ràng nghe quý vị. Tôi không bắt buộc ai chứ nghe chàng. Chứ cái kiểu mà 12 giờ khuya, 12 giờ khuya 3 ngày liên tục. Đuối. Đây mà tu xong mấy bà không an lạc quá sân si. Sát kiểu buồn ngủ nó dễ sân si lắm. Con người mình mà buồn ngủ nó sân si lắm quý vị. À, ta nói tới mình chữ sùm á, mình đổ thừa. Tối tu cái đêm vào tối. Ai bảo mình tu cái đêm chi mình đâu thôi kỳ công cái trời ai bắt buộc mình đâu đúng không nó nên thấy hồi tối là thấy 1.100 người đó, là mấy bà hưng khởi mấy bà lao theo te tu có nhiều bà thấy tắt đèn tối thui chắc là cũng khó khăn sao đâu tắt đèn tối thui mà ngồi trong hút đi với tôi đã người ta bằng người ta tắt đèn tối thui thì ta bằng đồ đen đi nhìn bóng đen luôn cái này tắt đèn tối thui bằng đồ chát. Mình bằng đêm mình tu có mình đây mình cũng sợ nhìn gì đâu ta đen thui tôi lùi chắc trắng tươi nó giận 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 bên trong nhớ cái này không đơn giản chút nào nha. Nên nhớ tắt đèn tối thui thì bạn luôn đồ đen để cho nó cùng phù hợp với bóng đêm nó không đáng sợ quý vị à, nhiều bà lòng ngủ ghê
Đó, nên là tối thấy cũng tội nghiệp. Nhiều bà mà bà tắt đèn bà, ở trong bóng đêm bà tu. Tu kiểu đó chắc ma tu bên cạnh đông lắm. Tắt đèn tôi thôi. Không đơn giản đâu. Nó, cậu không mà tội nghiệp. Mình nói nhà ai tiện thì mở cửa ra. Nhưng mà mấy bà phải có cái cửa trước đóng nghe. Chứ nó không có cửa trước đóng chân mở cửa chỗ vô lấy đồ sắp dắt chứ cái thôi. Chịu thua luôn á. Này là mình dặn cho kỹ cái vị. Nó không thôi thầy không tu không chịu dặn cho kỹ đàng hoàng. Nhưng bà nói gì bà cũng nghe. Nó kêu mở cửa ra mở cửa ra. Mở cửa là nhà phải chứ có cổng trước. Phá rồi. Ê, thì cái cửa nhà ở trong mở ra thì nó không nói. Còn cái nhà không có cổng trước thì phải phá trong. Chứ mình đang lo lễ Phật ăn chợ nó vô nó gom đồ. Không còn cái thứ gì hết trơn. Thấy không? Hồn chúng sanh nó ưa đổ thừa chơi kỳ. Mình sợ lắm. Mình dạ. Hướng dẫn vừa hướng dẫn cho thiệt là kỳ. Thấy không? Nhưng mà cái mà tu 12 giờ phiên này. Cái này cũng. Này cũng lịch sử nữa chứ không phải chuyện dân chợ. Ít ai tu cái giờ này. Cái giờ này là cái giờ nó không có đơn giản quý vị ơi. Còn cái giờ nó tao buồn lắm ai mà đi tu. Nghe không? Mà những đức mà tu luôn cái giờ này được từ từ 3 ngày thì từ từ lên luôn. Từ từ nước làm luôn đêm nọng 12 giờ phía tu mà tu 1 năm chờ mà tu vậy thôi. Cũng mắc những đức cũng như là tôn ngộ không mà lúc mà bị đốt trong cái lò lửa tam muội. Thật sự luôn đấy. Mở mắt giết mà nó chớp chớp cái là lửa nó sạc sạc luôn. Tại vì sao mà cái kiểu mà 3 ngày được này từ từ lên 4 ngày từ từ lên luôn xuyên suốt 12 giờ phi đêm nào cũng thức tu tu suốt luôn giết là không còn ngủ nghe gì nữa không những đức giết rồi những đức thấy là những đức không còn hôn trầm nghe đúng là cái niệm Phật mà nó không hôn trầm nó an lạc vô cùng quý vị ơi à, niệm Phật mà nó không hôn trầm nó an lạc dữ lắm thì ra là mình tu mà niệm Phật vô vị này là ngay cái chỗ hôn trầm ngay cái chỗ hôn trầm mà bị vô vị. Nếu mà niệm Phật mà tỉnh veo không hôn trầm gì chăng là không có vô vị đâu, niệm an lạc dữ lắm. Ừ. Nhưng mà quý vị mà hôn trầm buồn ngủ bị cố gắng nghe. Đừng có làm biếng là tiêu luôn á. Buồn ngủ nhưng mà phải nỗ lực phải cố gắng từ từ hết buồn ngủ luôn. Chắc chắn quý vị 1 năm trời quý vị sẽ hết buồn ngủ. Phải gán lắm 1 năm trời là hết buồn ngủ nghe. Chứ gặp buồn ngủ mà đi ngủ là nó ngủ luôn. À, là tiêu luôn á chứ không phải chuyện dân chơi đâu. Nó nhận đức nó rằng á ai mà vợ chồng mà đồng hành á mình thật sự vợ chồng có một đời này thôi gán mà đi về thế giới cực lạc nên vợ chồng mà đồng hành nhau tu thấy không nên, mà vợ chồng đồng hành tu nó đỡ buồn ngủ nghe nó ghét nó nên từ nơi đó mình thấy ông Tâm Nhiên nào ông tu cũng ngủ gục cỡ nào chứ mà bữa nào mà có ai lạ lạ lên đây tu là ông không dám ngủ ngủ mắc cỡ quá quý vị không có dám ngủ à ngộ lắm ví dụ như bây giờ mà ổng tu ngủ gục đi mà bữa nào mà có cô nào trẻ trẻ ra đây tu lạ lạ ra đây tu là ổng không dám ngủ còn bữa nào mà không có ai cho là ổng ngủ từ đầu tới cuối luôn ngủ thấy chưa nhưng mà vậy là ổng cũng cố gắng đó bây giờ sắp xếp cho ha ông Tùng với ông Tâm Nhiên này hai ông phải biết bấm máy sau này những đứa đi đâu thì còn ông ở nhà lỡ mà xe cộ kẹt gì ở nhà ông bấm máy để bị tu chứ nếu không mà mắc cái thời khóa tu kẹt dữ lắm em uổng dữ lắm bây giờ là nhà đức vô cái chuyện tu hành cố gắng dữ lắm không bao giờ bỏ thời công phu luôn á tiếc dữ lắm luôn á không có giảng đâu nó nhà đức tính mấy ngày nay mà tu 12 giờ khuya định định 9 giờ nghỉ mà không 9 giờ mà nghỉ vậy thôi ngồi tu 12 giờ khuya làm chi 9 giờ tu nghỉ luôn đi đúng không mình đã tu 12 giờ khuya thì 9 giờ cũng tu nó nên bây giờ phải cố gắng dành thời gian tu cho nhiều để mà mai mốt mình giảng sanh sao cho nó thù thắng một chút chứ bây giờ mình giải đãi nữa thôi á mà trong chùa giải đãi còn ở được 10 năm nghe đi ra đời mà giải đãi 1 năm cái chừng rớt luôn chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu đi ra đời nó có nhiều cái lôi kéo lắm quý vị ơi à, nó có nhiều người người ta gặp mình người ta nói theo cái cách ngoài đời ngộ lắm nó trời ơi thầy giờ cư sĩ rồi uống cà phê đồ chơi có gì đâu nó chừng thấy chưa nó không phải đơn giản đâu nghe quý vị nó mình mà không công phu là bị rớt á nó nên như nói là mà trong 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 chùa 10 năm ít công phu á ở trong chùa được ngoài đời mà 1 năm mà không công phu rớt rớt liền bị kéo liền không nói dòng do
Bởi vì bây giờ phải tu cho nó dữ dằn lên. Mỗi ngày tu xong buông ra là bấm số niệm Phật. Tu bấm số niệm Phật niệm suốt luôn. Bây giờ cái tâm nó an lạc, không phải giỡn đâu. Mà cái tâm an lạc nó đừng có chấp mai mốt phiền não đến bây giờ á. Không có chuyện giỡn. Nó an lạc đó, nó phiền não đó, nó an lạc đó, nó làm cho mình gì đó. Nên mình tu á, là trong cái sự an lạc, trong cái sự phiền não mình dẫn để tu. Chứ không phải là nói an lạc tôi mới tu, mà trong phiền não cũng tu nữa. Tu ra an lạc. Nó, tại vì trong cái cõi này nó trở ngại gì đó quý vị. Nên nó tin Phật là mình tin lúc phiền não cũng tin Phật. Mà đa phần con người tu mình bị phiền não nên mình tin Phật trong phiền não á. Thì đó mới là cái tâm tin Phật. Còn an lạc mà tin Phật thì bình thường thôi. Còn phiền não trở ngại mà vẫn tin Phật mới là tin Phật. Đó. Cái tâm tin Phật nó không có bỏ gì đâu. Cái tâm tin Phật nó không có bỏ gì đâu. Lên bờ xuống ruộng te tua tả tơ. Vẫn tin Phật. Nó chồng chữ lên bờ xuống ruộng vẫn tin Phật. Chồng khó khăn rồi vẫn tin Phật. Nào. Có một cái cô đó, cô đi hướng dẫn người ta tu cũng đông lắm. Cô nói rằng cô vô đậu tràng hướng dẫn người ta tu, cô nói người ta nghe răm rắp. Nói cái là nghe răm rắp răm rắp. Nhưng mà bả về là bả đụng ông chồng là bả rớt đài. Ghê chứ. Nó kinh khủng chưa? Những đức nói bị nghe, bị hướng dẫn 100 người tu đụng một người thân còn hơn 100 người. Tại người thân nó bị đặt vào ái nhiễm mạnh quá nên bị vượt qua không được. Thêm nữa cái ái nhiễm nó sanh cái ngã nằm bên trong á. Nó sanh cái ngã. Bà gặp những đức. Những đức nói rằng bây giờ bà hướng dẫn là tôi bà dùng đa dạng phương tiện mà nói chuyện vui vẻ ngọt ngào. Bây giờ bà về bà gặp ông chồng không tu chữ mắng bà xưng em với ông tới coi. Nó hồng nó nói được điều này. Ủa sao kỳ vậy? Không nói được. Nói sao? Ngã mạng lớn, không có nói được. Mình gì không lẽ thua ổng? Ta thấy chưa? Bà thua, thấy chưa? Thua chắc luôn. Nghĩa là cái thua của mình là cái thua không hạ mình. Hạ mình không phải là thua, mà hạ mình mới là hơn người ta. Quý vị biết cái chữ nhẫn trong nhà Phật á, chữ nhẫn nó hơn người khác. Nó không nhẫn là nó thua người khác á. Quý vị coi á, cái răng với cái lưỡi bị nhìn đi. Răng tưởng đâu ngon hả? Thường ngày ăn cơm mà đặt cắn lưỡi đồ chơi. Nhưng quý vị cuối cùng quý vị thấy răng gãy trước hay lưỡi gãy trước? Hiểu không? Cái răng nó cứng nhưng mà nó gãy. Cái lưỡi nó mềm nhưng mà nó cuối cùng răng gãy hết trơn, lưỡi vẫn còn. Thấy không? Nên mình tu hành mà mình kiên nhẫn, mình hạ mình đối với người thân mình được thì mình mới là người tu hành. Còn mình đi ra ngoài người ta thì mình nói chuyện với người ta bình thường thôi. Nhưng mà về nhà, cẩn thận về nhà, gặp vợ, gặp chồng, gặp người thân gia đình, nhẫn được hay không? Nhất là người thân mình họ ưa nói ngược lắm. Nó nói những cái câu sóc ốc kỳ cục lắm. Nhưng mà những câu đó đó mới luyện mình thật sự có tu hay không. Họ nói những câu sóc ốc kỳ cục lắm. À, mình có tu hay không là lúc đó đó. Mà mình cứ ra mình trả lời mình nói, ông nghe. Ông nghe cái cách nói chuyện của ông vậy nghe. Ông mà nói chuyện kiểu đó tôi nói ông nghe ông đỏ chết luôn á. Ông đâu biết tu đâu, ông nói đỏ gì? Đỏ gì? Thấy chưa? Sao mình độ người ta? Sao độ người ta được quý vị? Thua rồi. Mình biết tu mình nói câu đó là thua. Nó thật sự mà nói. Nên mình tu sao mà mình dễ tính. Người ta mà ăn chay được, người ta muốn ăn hành, ăn tỏi một miếng. À, ăn đi. Người ta ăn chay được bữa là ngon rồi. Ăn được một bữa, tốt một bữa. Chúng sanh làm được cái lợi ích một chút. Lợi ích một chút. Tốt. Không sao cả. Nên quý vị phải nhớ rằng mình tin Phật, mình phải tin nhân, tin quả, tin Phật. Thì trong cái hoàn cảnh gia đình mình là cái hoàn cảnh sở ra được hay không. Còn bây giờ bên ngoài mình có đi lang thang, mình đi hướng dẫn tu đông cỡ nào mà chạy về nhà không giải quyết được một người là thua. Là một người đó cuối đời trở ngại nè. Đi chờ xem. Cái người đó cuối đời trở ngại đó. Tại vì ở ngoài đâu có gặp, nhưng mà người trong này trở ngại nè. Nhưng mà muốn chuyển được ông đó là mình chuyển cái tâm mình. Đối với ông mình phải nhiệt tình, mình tha thứ cho ông hết đi. Thì mình chuyển ông liền. Nó giống như câu chuyện như Đức nói là quýnh mà quỳ xuống trong quýnh luôn. Cuối cùng chuyển hóa ông luôn. Ghê chưa? Nó nên cái cô đó nghe rõ ràng rồi đó nghe. Nó, nghe rõ ràng rồi đó. Về mà ông chồng chửi phải không? Em. Chồng chửi em. À, em không biết nhiều đâu. Cứ nhẫn đi là chuyển hóa ông liền.
Nhãn mà phải niệm Phật nghe là chuyển hóa liền. Còn gặp mình tưởng là mình dẫn người đi tu đồ đông nghe, về nghe. Muốn nói gì? Đố mà chuyển hóa được ổng luôn, thành quan gia trái chủ. Nên mình tu hoài luôn mà mình không chuyển hóa được gia đình. Nên những đức nói bây giờ bị tu tại gia đình dễ chuyển hóa gia đình. Vì tu tại gia đình bị lại giết họ không tu, nhưng mà họ đứng ngồi nhìn. Cái người trong nhà bị họ đang canh cái vị đó. Họ đang đứng ngay cái gốc cây hay là cửa sổ nhìn cái vị lại đó. Bằng đêm 12 giờ khuya họ đang nhìn cái vị lại còn sao đó. Nhìn cái vị lại với cảm động. Thấy tội nghiệp quý vị quá. Có khi những đức nói 100% có nhiều cô mà mấy cô lễ Phật hàng ngày xuyên suốt luôn nghe. Mấy cô tin đi thế nào mấy ông chồng cũng xuống nấu cơm nè. Xuống nấu cơm nè. Ổng mà xuống nấu cơm là mấy cô biết rồi đó. Đó. Khi mà ổng mà xuống nấu cơm nghe. Cái người không tu mà xuống nấu cơm lo cho mình nghe mấy vị thấy lạ nghe. Bước vô nghe vì nói. Mặt bộ buồn nghe. Chứ nó cảm kích thôi vậy. Chứ đừng có vô mình phan câu mà nghĩ làm luôn á. Trời hôm nay sao tốt vậy ta. Hôm nay đặt nấu cơm nữa. Nói câu đó mai mốt khỏi nấu luôn. Hiểu không? Người ta lâu lâu người ta làm tốt một câu mình phải cảm kích người ta. Để cho bản thân người ta làm tiếp tục. Không như con mình gì lâu lâu nó làm cái gì tốt với mình đây. À bữa nay muốn cái gì đây. Xin gì hả? Thấy cái mồi đó, tôi thấy cái mồi là tôi biết rồi đó nghe. Mình nói một câu là mình đốn đứa con mình nó không còn thiện tâm nữa rồi. Thấy không? Dù nó có tâm đó nhưng mà mình phải nghĩ đứa con bữa nay nó nghĩ được cái thiện gì, khen nó một chút để mai mốt tiếp tục cái thiện nó phát triển. Cái đó là cái điều mà xác thực trong cuộc sống đó quý vị. Bây giờ tu ở đâu bây giờ cũng ngay không bằng ngay cái gia đình mình. Vì hãy giải quyết cái gia đình quý vị cho đặc biệt đi quý vị. Nó còn đi đâu được thì đi, còn nếu mà không đi được cứ xử lý ngay cái nhà đi. Thì tu sao bây giờ chúng ta bây giờ bắt tay vào cái việc xử lý cái nhà mình nè. Cái nhà mình mà cái sự việc mà nó không thuận thảo nhau, giải quyết ngay cái nhà đi. Để cho chồm sớm ta nhìn cái nhà mình mà ta muốn tu theo nè. Bây giờ 2000 căn nhà này bây giờ quyết định nè. Bắt tay vô việc nè. Nó bây giờ tu sao mà giờ giải quyết cái chuyện chồng con vợ gia đình của mình. Đó. Bản thân mới bị tu đi giải quyết được 4-5 người nữa đi. Nó hay không? Còn những đức thì xử lý mấy ông này. Giờ còn mấy ngoe thôi. Nó nó nên từ nơi đó bây giờ mình bắt tay vô vậy đi. Vậy thì ai cũng chấp nhận đi, bây giờ mình đổi mới lên chút đi, cải cách lên chút đi. Bao nhiêu năm nay mình lang thang dữ quá. Pháp hội rồi mình ban tới mình tràn vô, mình bay vô. Chỗ này chỗ kia đồ ghê quá. Bây giờ thôi mình tạm dừng lại đi quý vị ô. Nếu mà cái đà này thì mình không biết sao mà gì cực lạc nữa. Hiểu không? Bây giờ Phật A Di Đà cũng thương mình đó. Cho mình tạm dừng lại này, bây giờ mình dừng lại mình cải cách mới lại đi. Đừng có làm điều này nữa. Hiểu không? Quý vị coi bao nhiêu năm pháp hội nhớ không? Chạy lang thang tràn ô. Chỗ tôi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Khu vực này của tôi nhào vô chết. Thấy chưa? Này chắc giang sanh tinh ninh quá. Dừng đi, tạm dừng được rồi đó. Bây giờ thấy không? Bây giờ ngay gia đình tu, bây giờ quyết tâm tu, hạ thủ công phu, chuyển hóa nội tâm luôn. Mình là người niệm Phật, người tu đối với gia đình. Dạ. Dạ. Em đối với chồng. Dạ em nghe. Cứ như vậy mà làm giết chuyển hóa ông chồng luôn 100%. Còn ông chồng thì bà vợ mới dữ quá. Mình tu mình niệm Phật rồi mình nói dạ em nghe chị. Giết chạy rồi chị chuyển hóa bà vợ luôn. Chồng thì giết ghê quá chạy. Chị kêu tôi bằng chị luôn ha. Dạ tôi giờ tôi niệm Phật thầy dạy tôi nhắn hết. Bà có đe đầu cỡ cổ tôi cũng dạ. Này coi chừng có chuyển hóa thiệt chứ không có chuyện giỡn quý vị. Mà làm từ tâm chân thật mà làm nó thì quý vị sẽ thấy Phật pháp hay à. Thôi chúc vị an lạc nha. Ai với đạo Phật. Ai với đạo Phật. Thôi chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. Ai với đạo Phật. Ai với đạo Phật. Ai với đạo Phật.